biểu tượng của cái đẹp, là biểu hiện cho sự duyên dáng, tinh tế và lôi cuốn. Mỗi loài hoa lại có một ngôn ngữ, ý nghĩa khác nhau. Hoa hồng chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt, nồng nàn. Hoa cúc mang tới sự hoan hỷ, vui mừng, hay hoa ly thể hiện lòng nhiệt huyết, niềm vui và khát vọng. Có lẽ vì thế mà dù ở bất cứ đâu, hoa cũng không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Bởi hoa mang tới niềm vui, mang tới sự hạnh phúc, tình yêu thương. Hoa gắn kết tâm hồn và làm cho lòng người thanh thản. Một không gian ấm áp và thân thiện, trang nhã nhưng cũng rất sang trọng với sắc vàng của những bông hoa cẩm chướng và không kém phần trở nên lộng lẫy trong ánh nến lung linh. Sự hài hòa trong từng chi tiết khiến ai ngắm nhìn không gian đó cũng có được cái cảm giác ấm áp và dễ chịu. Ít ai biết rằng để có một không gian như vậy cần phải có đôi bàn tay khéo léo và một cái đầu đầy sức sáng tạo. Sự sáng tạo trong ý tưởng, sáng tạo thể hiện trong cách cắm hoa, trang trí và đặc biệt là sáng tạo dựa vào ý nghĩa của bữa tiệc, dựa vào không gian tổ chức. Và người vẫn ngày ngày âm thầm mang đến niềm vui cho mọi người, vẫn âm thầm làm những công việc tổ chức, thiết kế, sáng tạo. Người luôn ở phía sau mọi cuộc vui đó là anh Nguyễn Mạnh Hùng, người nghệ nhân có đôi bàn tay vàng trong ngành hoa nghệ thuật Việt Nam. Hôm nay tôi đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, một bữa tiệc nhẹ với trà và trái cây dành cho các quý bà đoạt giải bông hồng vàng nhân dịp 8 tháng 3. Và các bạn thấy rằng ở đây thì chúng ta có một không gian hoàn toàn là màu vàng với nến và hoa với trái cây. Với cái mẫu trang trí này thì quý vị thấy rằng là chúng ta sử dụng hoàn toàn những bông hoa màu vàng nhạt của hoa cẩm chướng mang chúng ta cái độ cao sang. Và kết hợp với những loại trái cây và nến thì chúng ta có một không gian rất là lung linh. Với cái mẫu trang trí này thì nó rất là mềm mại, nữ tính và nó còn tạo nên độ sang trọng và quý phái, phù hợp với cả tính chất của bữa tiệc cũng như là với những khách hàng dự bữa tiệc nó. Đây là một bữa tiệc dành cho các quý bà, chính bởi vậy cho nên là ánh nến, hoa và trái cây đó là những cái điểm nhấn dành cho bữa tiệc này. Chắc không ai ngờ rằng người làm nên rất nhiều điều kỳ diệu từ những loài hoa. Người đã sáng tạo ra các tác phẩm hoa tươi độc đáo lại là một chàng trai có đôi tay thô ráp như thế này. Có lẽ cũng vì duyên nợ với hoa nên từ khi còn là một cậu bé hiếu động, ham chơi, tưởng như không phù hợp với công việc nhẹ nhàng, đầy nữ tính này, Nguyễn Mạnh Hùng trở thành một người hoàn toàn khác trước. Tình yêu hoa đã thấm đẫm tâm hồn anh từ những ngày còn là học sinh tiểu học, lúc sống cùng người cô cũng là nghệ nhân hoa lụa Hoàng Thị Đào. Tình yêu đối với các loại hoa cứ lớn dần trong anh theo thời gian, theo các tác phẩm hoa nghệ thuật mà anh sáng tạo và nhân lên để trở thành niềm đam mê, tâm huyết. Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Mạnh Hùng trở thành chủ nhân của rất nhiều các giải thưởng danh giá như Nghệ nhân bàn tay vàng Hội đồng Nghệ thuật Đông Dương, thiết kế hoa xuất sắc nhất năm 2004. Đặc biệt, trở thành nghệ nhân cắm hoa tươi duy nhất của Việt Nam và được thế giới công nhận là nghệ nhân hoa quốc tế. Mỗi loài hoa có một ý nghĩa, một thông điệp khác nhau. Và Nguyễn Mạnh Hùng là người mang thông điệp ấy tới mọi người. Đó có thể là thông điệp của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Cũng có thể là lời tỏ tình, là câu nhắn nhủ yêu thương. Tất cả đều được thể hiện rất tinh tế qua sự sáng tạo và khéo léo từ đôi bàn tay. Mà trong đó niềm đam mê cũng như tâm huyết của một người nghệ nhân là điều không thể thiếu. Công việc của một nghệ nhân thì bình thường thì tôi vẫn thực hiện những cái mẫu hoa trang trí và lên những ý tưởng trang trí cho khách hàng. Họ có thể trang trí những bữa tiệc hoặc là họ trang trí những cái công việc mà cần có nhu cầu đến hoa. Và ngoài ra thì tôi còn hợp tác với một số công ty hoa của nước ngoài để thiết kế và trang trí những cái sản phẩm hoa mới. Để được trở thành một nghệ nhân được nhà nước cũng như là được xã hội công nhận thì một cái điều mấu chốt mà tôi rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình đó chính là mình phải vượt qua chính mình, luôn luôn tạo cho mình những cái cơ hội
và tạo cho mình những cái thách thức mới để mình tạo ra được những tác phẩm và những ý tưởng mới. Bởi vì ý tưởng chính là một cái điểm mấu chốt để tạo cho người nghệ nhân có một cái sự thăng hoa trong công việc và tạo nên sự thành công. Những tác phẩm hoa trông thật giản dị, gần gũi với thiên nhiên, nhưng lại không kém phần sang trọng, lộng lẫy. Có thể thấy, tất cả đều được anh trau chuốt, nâng niu và thổi hồn vào từng thiết kế. Sự tỉ mỉ đầy tâm huyết cùng niềm đam mê của người nghệ sĩ được thể hiện trên mỗi bông hoa, nhành lá. Bởi mỗi tác phẩm hoa là một sản phẩm thiết kế đầy tính sáng tạo, là tâm huyết và tình yêu anh gửi gắm trong đó. Điều khiến khách hàng thích thú, bị chinh phục và ngưỡng mộ khi đến với thiên đường hoa nghệ thuật của Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ là những mẫu hoa đẹp mắt, mà quan trọng hơn chính là sự phối hợp đầy sáng tạo, tinh tế từ khiếu thẩm mỹ bẩm sinh và bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ thể hiện trên từng mẫu hoa. Đôi khi chỉ là những khúc gỗ tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng với đôi bàn tay vàng của mình, Mạnh Hùng đã biến chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ngẫu hứng. Hoa của anh đẹp, đậm tính nghệ thuật và độc đáo đến bất ngờ. Ngoài việc mang tới cho khách hàng các mẫu thiết kế đầy ý nghĩa, anh còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng bài trí và chọn hoa sao cho đẹp và phù hợp với không gian riêng. Ở văn phòng thì mình đang có cái tông bàn ghế màu tối. Và màu xanh này hơn, này. Màu trắng thì hơi lạnh. Với cả màu trắng thì nhìn nó hơi buồn, màu xanh này thì nó đẹp hơn. Vâng, thêm lại. Bó này đều hơn. Tốt là cái lá ở bên dưới nó vẫn còn xanh đẹp này là ok. Chọn cho mình một chọn những cái mà bắt đầu nó già bông, cái bông bắt đầu nó bật ra rồi thì nó sẽ nở nhanh hơn. Chứ còn những cái mà nó chưa đây, ví dụ như cái này bông bắt đầu nó trắng đầu này nó sẽ nở nhanh. Sau khi được tư vấn thì mình cũng rất là vui vì là biết là ý nghĩa của các loại hoa để mình tặng cho vào dịp gì. Cái thứ hai nữa là lựa chọn được những cái hoa tốt ưng ý với mình. Sau khi mình tư vấn thì rất là hài lòng vì là đã có được những bó hoa rất là tốt. Mình biết anh Hùng được 6 năm rồi và nếu mà chính thức hợp tác là được 3 năm. Anh Hùng làm hoa rất là kỹ và cái quan trọng nhất là anh ấy có rất nhiều ý tưởng và anh ấy bằng mọi cách để đạt được cái ý tưởng của anh ấy. Với một công ty như công ty Nam Hương bên mình là công ty tổ chức sự kiện thì khi mà tổ chức sự kiện thì cái phần thiết kế không gian sân khấu rất là quan trọng và những cái điều đó thì mình lại nhận được rất nhiều cái sự tư vấn từ anh Hùng. Anh ấy không chỉ tư vấn về thiết kế hoa mà còn tư vấn làm sao để cái tổng thể cái không gian nó phù hợp và từ đó anh ấy đưa ra những cái ý tưởng thiết kế hoa cho cái chương trình vừa là đẹp, độc mà lại rất là phù hợp với cả cái tinh thần của chương trình. Bởi vì vậy mặc dù gắn bó với anh Hùng đến 3 năm nay nhưng mình chưa bao giờ mình cảm thấy anh Hùng bị cạn kiệt cái nguồn ý tưởng. Và thực sự ở Hà Nội thì mình chỉ có tin tưởng để giao cho anh Hùng sáng tác những phần thiết kế hoa cho các sự kiện của công ty mình. Anh Hùng là người mà từ cộng tác rất gần gũi với chúng tôi và anh ấy theo chúng tôi đánh giá thì anh ấy có một cái tính sáng tạo tuyệt vời. Con mắt nghệ thuật của anh Hùng thì thực sự là không cần bàn cãi nữa. Bên cạnh đấy anh Hùng còn là một người rất là thân thiện, cởi mở và vô cùng có tính hài hước. Khi mà đến anh Hùng thì chúng tôi thấy rất là dễ chịu và luôn có được những ý tưởng sáng tạo từ anh Hùng. Và chúng tôi có thể nói là có được cái hình ảnh như ngày hôm nay cũng một phần lớn có được là nhờ cái sự cộng tác rất là tốt từ anh Hùng. Ở trong cái không gian đề co góc sáng tạo của Đà Nẵng thì bao giờ chúng tôi cũng dành cho anh Hùng một số những góc đặc biệt để anh Hùng thỏa sức sáng tạo và chúng tôi cũng tạo điều kiện nhất để anh Hùng có thể làm những việc đấy một cách tốt nhất. Suốt mấy chục năm gắn bó với hoa, dường như các ý tưởng của anh chưa từng cạn kiệt mà ngày càng được bồi đắp dày thêm bởi kinh nghiệm, sự ham học hỏi từ các cuộc thi và bạn bè quốc tế. Có lẽ vì thế, hoa của Nguyễn Mạnh Hùng xuất hiện ở khắp mọi nơi, hoa góp mặt trong các hội nghị, các bữa tiệc, trong lễ sinh nhật, trong những ngày hội và trong cả những lễ cưới tràn đầy hạnh phúc. Trong công việc thiết kế và
trang trí hoa của tôi thì nó có rất nhiều những cái kỷ niệm vui và cũng có rất nhiều những cái khúc mắc và tạo tôi những cái điều bất ngờ mà chúng tôi đã vượt qua và tạo nên những cái tác phẩm và những cái chương trình thành công. Phải nói đến một chương trình mà chúng tôi rất là nhớ, đó là cả gia đình tôi đã cùng nhau thực hiện một cái cuộc trang trí cho một cái tiệc cưới của tỷ phú người Mỹ được tổ chức tại Việt Nam. Đây là một cái chương trình mà đòi hỏi về cái chất lượng và có cái trình độ thẩm mỹ rất là cao. Chúng tôi đã phải bỏ ra tới 3 tháng để chuẩn bị ý tưởng và cắm test tất cả các loại hoa và những cái mẫu để sử dụng cho từng cái hạng mục. Một cái điều đặc biệt mà tôi rất là nhớ trong cái tiệc cưới đó là bởi vì khác với người Việt Nam chúng ta thì những bông hoa mà đẹp và được nâng niu thì chúng ta sẽ cắm và trưng bày nó một cách hoàn mỹ, nó nở thật là đẹp. Nhưng mà ở cái tiệc cưới này thì lại khác, tất cả những cái cánh hoa được tách ra và có thể xếp thành hình chữ trên mặt đất này, rồi có thể xếp thành hình những cái thảm để dẫn lối này, và cũng thể sử dụng những cánh hoa đấy thả trên nổi trên bể bơi, hoàn toàn chỉ là những cánh hoa thôi nhưng mà có hiệu quả trang trí rất là cao. Đấy là một cái kinh nghiệm cũng như là một cái ý tưởng mà chúng tôi được học từ bạn bè, các công ty dự tổ chức sự kiện của quốc tế, và đến bây giờ thì Việt Nam nó thành một cái trào lưu mọi người và các công ty tổ chức sự kiện cũng đang thực hiện cái phong cách đó và cũng đang rất là thành công. Sinh ra trong một thành phố nổi tiếng bởi các làng hoa, có lẽ vì thế tình yêu đối với các loài hoa đã thấm vào anh ngay từ thuở nhỏ. Xuất phát bằng công việc làm hoa lụa, anh đã quyết định đi con đường chưa ai đi, chọn con đường chưa ai chọn, dẫu biết nó sẽ có nhiều khó khăn vất vả. Và hành trang mà Nguyễn Mạnh Hùng mang theo trên con đường đầy chông gai đó chỉ là tình yêu, niềm đam mê và khả năng sáng tạo với các loài hoa. Chỉ với chừng ấy thôi, nhưng cũng đã đủ làm nên tên tuổi của một người nghệ nhân, người lần đầu tiên mang nghệ thuật cắm hoa tươi của Việt Nam ra với thế giới. Và bằng sự tài hoa của mình, Nguyễn Mạnh Hùng đã thổi vào các tác phẩm của mình cái hồn cốt dân tộc khi sử dụng rất nhiều các vật liệu thiên nhiên gần gũi với cuộc sống của người Việt. Điều đó đã làm nên một Nguyễn Mạnh Hùng rất riêng. Và vì sáng tạo nên những tác phẩm hoa độc đáo, mang tính thẩm mỹ cao để mọi người thưởng lãm, hiểu thêm về cái đẹp vô giá của thiên nhiên mang lại, chính là lẽ sống, là sự khát khao của người nghệ nhân trẻ này.